Thưa các anh chị, kể từ khi người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng khởi động lửa lò đến nay, thì xem ra chỉ có một người vô nhiễm đối với cái lò đó, ít ra là đến bây giờ, đó là đại gia Điếu Cày, một con người rất kỳ lạ. Đã hai lần thành án rồi, nhưng phải tách ra để điều tra riêng hoặc trả hồ sơ để điều tra lại, còn đến bao giờ mới kết thúc thì không thể biết được. Ông Lê Thanh Thản là một đại gia kỳ quái, kỳ khôi trong tác phong cũng như trong công việc làm ăn kinh doanh. Ông khi phục vụ mở siêu xe ra, ông ném phịch chiếc điếu cày vào ghế sau và ngồi gào bên cạnh chiếc điếu cày đó với lối ăn mặc cũng kỳ dị, không ông giống ai, như một ông nông dân nhà quê, và phi pha thuốc lào ngay trên xe mặc cho lái xe hoặc những người đi cùng hò sặc sụa thầy kệ. Tiếp khách cũng vậy, ông hứng chí thì ông cầm điếu cày lên, ông châm ông phúc và ông phi pha khói thuốc mặc kệ khách hò sặc sụa. Trong kinh doanh cũng vậy, ông bất chấp phép nước luật vua, muốn xây là cưới xây. Ông biến những chung cư có bề ngoài hào nhoáng trở thành những khu nhà ổ chuột trên cao, và người mua nhà của ông ban đầu tưởng bở, tưởng là giá rẻ, nhưng sau đó chờ hoài không thấy một miếng giấy lộn nào cả, và bây giờ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, không biết kết quả như thế nào. Thưa anh chị, nhắm vào ông Lê Thanh Thản có rất nhiều mũi nhọn, nhưng mà thời gian trôi qua thấy ông vẫn tỉnh bơ với cái điếu cày và khói thuốc lá phì phèo, hút thuốc lào phì phèo. Thí dụ như ngày 10 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản, 73 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty BMED, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng. Cáo trạng cho rằng năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Gò Đông, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết. Bị cáo còn tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, xây tăng số lượng cho căn hộ, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C mà không có trong hồ sơ thiết kế. Cơ quan tố tụng kết luận các tòa nhà CT6A, CT6B và CT6C tổng cộng 1.582 căn hộ, trong khi quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Chủ đầu tư cũng tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700m² lên hơn 6.800m², khối tháp A từ 1.100m² lên gần 2.500m², khối tháp B từ gần 1.100m² lên đến hơn 1.900m². Riêng tòa tháp CT6C, đại gia Điếu Cày cho xây thêm 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất của xây dựng nhà trẻ mẫu giáo. Còn phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ thương mại cũng trở thành khu căn hộ luôn, cho dễ bán. Từ tháng 5 năm 2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên trong thời gian ngắn đã bán sạch. Kết quả, ông Lê Thanh Thản đã bán được 488 căn hộ, thu lời bất chính trên 480 tỷ đồng. Khi mở phiên tòa, nhận thấy có nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Rõ như thế rồi, vẫn yêu cầu điều tra bổ sung, không muốn là rõ thêm cái gì nữa. Chưa hết, ông gì mới đây nhất, ông Lê Thanh Thản, đại gia Điếu Cày, lại bị điều tra trong vụ nhận chuyển nhượng đất dự án VB6 Linh Đàm, và lại chuyển hồ sơ, tách hồ sơ ra. Liên quan đến nhóm cựu lãnh đạo công ty Kuma 18 chuyển nhượng đất dự án VB6 Linh Đàm, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ điều tra làm rõ hành vi của đại gia Điếu Cày Lê Thanh Thản. Lại tách hồ sơ đó, thưa anh chị à. Đã có hai lần phiên tòa này mở ra, hai lần rồi điều quản hết. Tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từng hai lần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Quy Lân, Nguyễn Xuân Phong vi phạm các quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cùng vụ án ông Lê Văn Khương cũng hầu tòa về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đều là những giám đốc, phó giám đốc công ty bất động sản gì. Tuy nhiên cả hai lần bất động sản và cơ khí xây dựng, thưa anh chị. Tuy nhiên cả hai lần mở phiên tòa xét xử đều phải tạm hoãn cho bị luật sư, do bị luật sư và bị cáo đều có đơn xin vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội do đó ấn định tái mở phiên sơ thẩm lần 3 vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Hồ sơ xác định công ty cổ phần Coma 18 được thành lập và hoạt động từ năm 2005, vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 134 tỷ đồng. Trong đó nhà nước chiếm 41% do Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma giữ cổ phần, bị cáo Lân làm tổng giám đốc. Trước đó vào năm 1994, Thủ tướng có quyết định giao 181 hectare đất cho công ty phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng, nay là Tổng ty Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD làm chủ đầu tư dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm. Sáu năm sau, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt chi tiết dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm VB6 Linh Đàm tỷ lệ 1/500, trong đó có lô đất VB6 Linh Đàm có chức năng là tòa nhà thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Năm 2010, Tổng Công ty HUD ký hợp đồng chuyển giao hạ tầng lô đất VB6 cho công ty Coma 18 để thực hiện dự án. Trong hợp đồng nêu rõ không được chuyển giao lô đất, chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chấp nhận đề xuất xây dựng lại tại lô đất này. Tuy nhiên, đến năm 2013, bị cáo Lê Quy Lân với tờ trình 409 gửi Tổng Công ty xin phép chuyển nhượng dự án trên. Còn bị cáo Khương và các thành viên trong hội đồng thành viên đã chấp thuận cho công ty Coma 18 được chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác kinh doanh. Các thành viên hội đồng quản trị Coma đều đồng ý chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của đại gia Lê Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh với mức giá không dưới 12,9 tỷ đồng. Tháng 7 cùng năm đó, công ty Coma 18 và doanh nghiệp của ông Thản ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung công ty của ông Lê Thanh Thản góp 95% tổng mức đầu tư dự án tương đương hơn 12,3 tỷ đồng và được hưởng 100% kết quả kinh doanh. Trên hợp đồng cũng xác định doanh nghiệp của đại gia điếu cày có trách nhiệm kê khai nộp các khoản thuế. Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Coma 18 có giấy ủy quyền cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện dự án. Song doanh nghiệp này đã xây dựng dự án sai quy hoạch được phê duyệt. Phía doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên xây tăng từ 25 tầng, tức là dẫn phong cách của ông Lê Thanh Thản, xây tăng từ 25 tầng lên 37 tầng. Từ 138 lên 840 căn hộ, tăng 702 căn. Rồi lần này ông Thản, sau khi vụ kia bị điều tra khởi tố đó thì ông làm bão hơn nữa ha. Và tăng 630m² đất xây dựng. Năm 2015, tòa nhà được đưa vào sử dụng doanh nghiệp tư nhân và xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xuất hóa đơn thu tiền của khách hàng. Chỉ một năm sau đó, Thanh tra Hà Nội ra kết luận tạm tính tiền sử dụng đất của dự án VB6 Linh Đàm là hơn 74,8 tỷ đồng. Đến năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ra kết luận giám định cho thấy hành vi của nhóm lãnh đạo Coma 18 khi giao đất cho doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản đã gây thiệt hại hơn 64,3 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại này đã được doanh nghiệp tư nhân xây dựng Điện Biên số 1 nộp 64 tỷ đồng, còn lại 300 triệu doanh nghiệp sẽ nộp khi cơ quan điều tra có yêu cầu. Hồ sơ vụ án cho thấy trong giai đoạn điều tra, đại gia Lê Thanh Thản khai không thỏa thuận với bị cáo Lê Huy Lân về việc công ty Coma 18 nhận khu đất VB6 Linh Đàm để chuyển lại cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên. Ông Thản cho hay bị cáo Lê Huy Lân chủ động đến liên hệ xin ký hợp đồng cá nhân, ông không thúc đẩy tác động khiến Coma 18 chuyển nhượng dự án. Do đó chưa có cơ sở xác định vai trò đồng phạm của ông Lê Thanh Thản. Cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ thêm. Thưa các chị, như vậy các anh chị đã thấy được sức mạnh của ông Lê Thanh Thản như thế nào. Nó mù mờ, vu vơ. Hai lần làm án nhắm vào ông rồi. Và điều phải trả hồ sơ để điều tra lại hoặc tách ra đi điều tra lại. Còn khi nào kết thúc thì không biết. Và mặc cho các cơ quan chức năng tất bật với công việc điều tra, các công ty khác tất bật với đối đầu với dòng lao lý, thì ông Lê Thanh Thản vẫn tỉnh bơ, nâng điếu cày lên, hút thuốc lào, nâng cao sĩ diện, thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao, nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao, nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió. Khổng Minh mà rơi vào tình trạng như ông Lê Thanh Thản cũng đi tù lâu rồi, thưa các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị.